Bữa nay Hồng Nhiên sẽ review cho anh chị coi một cái máy bơm được cho là cái máy bơm dành cho nhà giàu. Máy bơm này đã lắm anh chị, bơm biến tầng. Hồi trước giờ anh chị chưa nghe tới cái bơm biến tầng. À, cái bơm nó là giống như là bơm inverter đó, nó tự động, nó thông minh tới mức là xài một thiết bị nó xài bao nhiêu watt đó, hai thiết bị nó sẽ tự động nó nâng lên, ba thiết bị nó tự động nó nâng lên và cái áp lực nó sẽ giống nhau luôn anh chị. À, tức là anh chị mình mạnh cỡ nào nó giống như là mình xài một vòi nó cũng mạnh nhiêu đó. Mà mình xài một lúc 5-6 cái vòi nó cũng mạnh nhiêu đó. Nó hay chỗ cái chỗ này. À, trước giờ anh chị mình thấy cái máy nhỏ 750 biết rồi không? Bây giờ sẽ test cho anh chị máy này dành cho những anh chị cao cấp tí xíu phải không? Mà xài toàn hệ thống trong nhà. Bây giờ test cho anh chị mình coi máy này đã lắm. Cách lắp ráp của cái máy này, ví dụ anh chị xài nước hồ đúng không? Hay là nước giếng gì đó thì anh chị mình xài này. Thì nước máy gì đó anh chị mình đầu vô là 34. À, nếu mà xài hồ á, thì hoặc là trong chậu gì đó thì anh chị mình phải có lớp B bên dưới ha. Rồi lên đây thì anh chị mình thấy ở đây nó ra ống cũng 34 nhưng mà này có lớp B giữ nước nha anh chị. Nên là anh chị chỉ cần mồi lần đầu tiên là mồi ở đây. Và anh chị nắm thuộc cho nước lên gì đó tùy. Thì mở chỗ này ra để mồi nước. Ở bên này á, thì anh chị mình thấy nè, nó có những cái nút cài đặt ha. Đầu tiên đây mở nguồn ha. Nút này để reset lại ha. Ở đây là tăng mạnh yếu. À, tăng mạnh yếu đây thì cắm điện cái thịt. À, anh chị mình sẽ thấy đầu tiên mình cắm điện lên thì anh chị mình thấy chỗ này nó hiển thị lên bốn đèn này ở dưới á, thì ở dưới này có bốn đèn, một cái đèn của nó là báo không có nước là nó cũng báo đèn, và một cái đèn nó báo là gỉ nước nó cũng báo đèn, rồi lỗi động cơ nó cũng báo đèn, cái đèn thứ ba, còn cái đèn thứ tư của nó là nó báo là nó nói là gì ta, đèn mà báo nhiệt, à, quá nhiệt nó cũng báo đó, reset. Thì giờ anh chị mình thấy nè, anh chị mình nhấn ở đây là ok là nó sẽ chạy ha. Và anh chị mình khóa nước lại thì nó sẽ tự động non nhé, và nó chạy đó. Ví dụ như anh chị mình thấy cái chức năng của nó chạy rất là hay nha. À, cái máy này nó có thể là xài sử dụng toàn hệ thống đó, nên là anh chị mình xài một cái vòi nước là nó sẽ cấp cho anh chị 30% nó chạy thôi, biến tầng mà inverter mà anh chị. Còn ví dụ hai vòi nước nó chạy 40% và ba vòi nước chạy 50%. Nếu mà anh chị mở maximum thì nó chạy maximum công suất của nó, nó biến tầng, nó tự hiểu ha. Rồi ok, Hồng Duyên sẽ thử. Hồng Duyên đã từng thử hai cây rồi, hai cây ống nó lên rất mạnh. Bây giờ Hồng Duyên sẽ thử cho anh chị mình coi luôn ha. Thì ở đây anh chị mình có thể là điều chỉnh tùy theo ý, H1, H2, H3, H4, H5, H6 gì tùy ha. Chỉnh lên chỉnh xuống gì tùy. Giờ mình chỉnh mức nhỏ nhất đi ha. Đó, nhấn đây anh chị giữ cái là nó chạy. Đây, nó chạy. Rồi anh chị mình coi. Nước lên không? Đó, anh chị mình thấy mạnh ghê không? Đó. Ok, ê chịch chà. Ta đi ngang, ta chửi nha. Đó, anh chị mình thấy không? Đó, hết nước rồi Thịnh. À, mở nước rồi chưa? Đó, anh chị mình thấy không? Đây là mức độ nhỏ thôi nhưng mà nó hút nước lẹ lắm. Cái xô này, nước chảy ra phà phà, dở hồi rồi nước lên Thịnh. Nè, nó hết nước rồi đó. Đó, anh chị mình thấy nước ào ào nhưng mà không đủ. Không đủ để nó chạy ha, hết nước liền ha. Rồi anh chị mình khóa lại. Đó, ok, khóa lại là ok, nó chạy chút xíu tự động nó tắt liền ha, nó chạy chút xíu là tự động nó tắt liền gì đó. Cái này là nó hay như vậy đó, tắt rồi đó, máy im gu rồi đó, hết chạy đó anh chị mình thấy không? Đó, không rất ok. Còn anh chị mình chỉ cần mở lại ok, nó chạy lên liền đó, nó gung gình nóng là nó chạy lên liền anh chị mình thấy nè. Đó, nước đó thấy không, thấy mạnh ghê không đó. Cái bơm nhà giàu có khác. Rồi ok, hết nước rồi. Hết nước là nó báo đèn, hết nước là nó báo đèn liền. Ok rồi, ok, rút điện được thịt. À, nhấn giữ là tắt anh chị. À, chỉ test vậy cho anh chị đơn sơ như vậy là thấy là biết liền ha. Đó là nó ngắt liền. Rồi ok, giới thiệu cho anh chị mẫu này quá ngon luôn, hợp lý. À, là tới cái này test lại cho anh chị mình coi ha. Cái bơm này nè anh chị, bơm này nè ha. Đó đây, cho nó chạy cho anh chị. Đó, thấy nhỏ xíu không? Ví dụ cái bơm này mà lỡ mà anh chị mình làm rớt trong cái hồ, làm rớt trong hồ cá nè, làm rớt đó, để anh chị mình thấy nó đang bơm nè, nó đang bơm là ào ào bên trong nè anh chị, đó toàn vô đang có điện luôn không đó. Đó anh chị mình thấy rõ ràng không, bơm dữ dàng luôn ha. Đó, điện của ông sợ tức là nó biến chuyển ra DC anh chị ha, mạnh ha. Đó ok, giới thiệu thêm với lại với anh chị nhớ cái bơm này ha, cái bơm này bán rất nhiều. Rồi đây, giới thiệu cho anh chị toàn bộ sưu tập của máy bơm Rimaru ha. Đó thì cái bơm thì anh chị mình thấy bây giờ nó ra bơm này, tại sao Hồng Duyên nói là cái bơm dành cho nhà giàu không, chứ không phải là những anh chị mà không có tiền không mua được, không phải nha. Thực sự mà nói đó là cái bơm này mới nhất, cái thế hệ mới của Rimaru nó mới ra, tức là nó là một loạt bơm
Một lọt bơm thì nó nói nó làm bơm này là bơm biến tần, bơm inverter anh chị, tức là nó sẽ hiểu được là maximum của nó là 320W, đó, điện là 220V, đó thì nó biến tần trong đó ha. Anh chị thấy nó nói là bơm inverter bơm nè ha, rồi động cơ 500 nè, rồi thiết kế thích hợp, áp suất không đổi, tức là anh chị mình thấy là mình xài một cái dồi, hai cái dồi, ba cái dồi gì nó tự nó nâng công suất, áp suất nó vẫn vậy chứ không phải là nó yếu đi đâu ha. Anh chị mình thấy nãy thấy ha. Rồi tốc độ đẩy cao nè, tốc độ dòng đẩy cao, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện ha. Rồi đa chức năng, độ ồn thì rất là thấp, tức là ngày xưa giờ anh chị mình xài cái bơm nó cứ kêu gạch hoài đúng không, còn bây giờ là nó hoàn toàn Rimaru, nó làm không có chuyện đó nữa, đó tự mồi, tức là nó có gờ le của nó giống như này này. Nãy mình ấy ra, giờ Hồng Nhi sẽ đổ ở đây ra coi còn nước không nha. Nè đổ ra ra nè, nó còn nước trong này nè anh chị mình thấy rõ ràng ha. Đó ok đó, rồi anh chị mình thấy bơm này thì để coi cân nặng của nó là bao nhiêu ha. Cái bơm này ha có ống luôn ha, còn cái ống thì nó không đáng bao nhiêu. Rồi cân nặng nó mình cho nó là đâu đó 5kg đi anh chị, 5kg mấy nè. Ống thì không nhiêu đâu, thì giờ mình sẽ cho nó là 5kg ha. Rồi cái bơm này đo luôn cho anh chị để anh chị hình dung ha, đo cho anh chị hình dung ha. Rồi chiều cao của nó là 2 tấc 2 ha. Đó còn chiều dài của cái máy này của nó là nhiều, cho nó là 2 tấc 7 anh chị ơi ha. Còn cái chiều ngang của nó nè, cái chiều ngang của nó là 17 ha, 1 tấc 7. Ok, mình cứ hình dung sơ sơ bộ nó là vậy. Thì cái bơm này anh chị mình thấy Hồng Nhiên nói rồi, công suất maximum của nó là 320 ha. Nó đẩy độ cao của nó về là lưu lượng của nó là 4,2 khối giờ. Nó đẩy maximum là 32m. Mình cứ trừ hao tí xíu đi không sao đâu anh chị ha. Độ hút của nó là 25m. Thì thực tế nói anh chị là mấy ống 25 chứ không phải là độ hút đâu. Cái này là ống 25 á. Đó thì độ hút cái này nó không phải là chuyên hút giếng như những người kia, nhưng mà nó bơm nước máy hoặc là nó bơm hồ đẩy lên lầu, hoặc là anh chị mình xài cái hệ thống nước là giống như là cung cấp cho toàn nhà, một cái ở trên mình đặt ở trên đúng không, nước đẩy xuống thì nhiều lầu nó bị yếu, thì anh chị mua cái này về đặt vô, nhưng mà nhìn nó sang trọng nè, nhìn nó sang chảnh anh chị, nó nhìn nó không biết mình tả làm sao, nó giống cái gì nhưng mà thực tế là nhìn nó rất là sang, thấy không, nhìn nó vậy nè. Giá nó bán là 3 triệu cho máy bơm này, bảo hành cho anh chị là 1 năm ha. Nếu anh chị mình xài cái này đó thì mình chơi cái máy này vậy, Hồng Nhiên test cho anh chị coi đầy đủ như vậy hết. Rimaru 320 đó, ok. Về tất cả các chức năng thì nói lại một lần anh chị nhớ ha, nguồn có thể mình reset lại nút đây cài đặt, cái đây là tăng chỉnh đó, mình chỉ cho nó mạnh không thì ok mình chỉnh lên H6, còn thôi mình xài ít ít thì mình xài mình cho nó là H1 gì đó đó thì ok anh chị mình tự tăng chỉnh đó, nhưng mà nó tự cân đối nha, nó tự cân đối về lượng nước nó luôn. Rồi nó có những cái đèn báo, ví dụ không có nước nó cũng không chạy, mà nước nó bị rò rỉ thì nó cũng báo trên này luôn. Cái này inverter nó hay ha. Đó thì anh chị mình thấy giống như Hồng Viên nói là cứ một dồi nó chạy, nó tự mở một dồi nó chạy công suất, ví dụ như là có thể là 30-40W, hai dồi thì nó chạy là 50-60W, nó nâng lên từ từ vậy anh chị, tức là nó xài hệ thống toàn nhà. Rồi đó là cái bơm lớn, còn anh chị mình muốn mua mà cái bơm nhỏ xài cho một thiết bị là cái này. Cái này là Hồng Nhiên bán rất nhiều, 750.000 anh chị mình biết ha, không cần giới thiệu nhiều ha. Mà anh chị mình thấy an toàn không? Quăng vô trong nước nó cũng ok đúng không? Đó là cái chứng tỏ nó là an toàn, cũng bảo hành 1 năm. Cái máy này xài một thiết bị là anh chị xài máy này ngon. Không có nước nó cũng không chạy nha. Đó ok, nó trợ lực thêm. Rồi nếu anh chị mình xài có thể là 2-3 thiết bị thì tùy anh chị mình lựa chọn. Những cái bơm nó sẽ là lớn hơn tí xíu, lớn hơn xíu. Thì những cái bơm này á, nó có từng mã anh chị. Ví dụ như anh chị xài cái 96W là H20 đi, nó là nó nói 20m đẩy cao đó, trừ hao tí xíu, nói cái gì cũng trừ hao xíu. Nhưng mà được cái những cái này nó rất là êm, nó chạy không có nghe tiếng, và hết nước là tự động nó ngắt. Nó không có nước là tự động nó ngắt. Nó xài là dạng hệ một chiều anh chị, từ 220 nó ra. Ví dụ máy này xài có 24V nó cũng an toàn đúng không, nó cũng rất là an toàn. Còn ví dụ như anh chị xài cái máy này 96W thì giá của nó là 1.220.000, nhưng mà này nó sẽ đẩy 2-3 thiết bị đó, anh chị ví dụ anh chị xài cái máy giặt với cái dồi tắm ok chơi này. Còn cái máy này nó xài một cái máy giặt hoặc là một cái dồi tắm hoặc là một cái dồi sen, một thiết bị thì này ngon, hai thiết bị thì này nó yếu ha. Còn hai thiết bị anh chị chơi này giống như ba thiết bị anh chị mình chơi lên cái H25
thì 126W bắt đầu này vo nó lớn hơn xíu, thì thằng này giá của nó là 1.450.000 đó. Còn anh chị mình xài nhiều thiết bị hơn xíu, có thể là 3 thiết bị, anh chị mình xài cái H30 là 162W đó, giá là 1.600.000 đó. Rimaru nó sẽ có 3 cái cỡ như vậy anh chị, 3 cỡ thì anh chị mình thấy mấy này găng ống của nó cũng găng 34, nhưng mà anh chị có thể giảm ống ha. Đó thì anh chị mình có, nếu mà nói về nước máy hoặc nước trên lầu đẩy xuống, cái này nó có thể đẩy lên bồn thì tùy anh chị thiết kế cái lượng gờ le của nó. Gờ le thì mình có thể mình nói vô đây ha, mình nói vô đây để mình ngắt bồn, gờ le phao tự động trên bồn ha. Còn thằng này đa số chỉ xài thiết bị là nhiều, còn cái này mình có thể đẩy xuống nguyên nhà gì đó. Còn đặc biệt là cái mẫu này đó thì 3 triệu một cái thì dành cho anh chị mình bỏ vô cái nhà sang chảnh nha. Trời ơi cái biệt thự rồi ha. Vô cái này nhìn phải nó đẹp bá cháy bù chét luôn trời. Đó anh chị mình thấy rõ ràng ha. Và những cái mẫu 4-5 cái mẫu của Rimaru nói về máy bơm áp lực, ví dụ 1 thiết bị, 2 thiết bị, 3 thiết bị, 4 thiết bị và có thể là nhiều thiết bị tùy anh chị xài. Có thể là 2-3 cái thiết bị anh chị xài cái này cũng được cho nó bền. Và nhìn vô thấy nó đẳng cấp anh chị. Hồi xưa giờ Panasonic cũng không làm được. Đó, Panasonic đôi khi nó ồn. Và anh chị mình sẽ xài Nanoco gì đó. Nhưng mà anh chị mình thấy lần này Rimaru nó ra những cái mẫu này biến tầng quá hay luôn. Thì anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào, anh chị có thể liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên ha. Anh chị có ý kiến như thế nào về những cái sản phẩm này, có thể để lại comment bên dưới nha. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.